Chào các bạn, mình đang có một bài toán thực tế như sau. Trong một buổi hội chợ của trường, Mai đã đăng ký bán trà sữa và bánh pizza. Giá bán là 2 đô la một ly trà sữa và 4 đô la cho một chiếc bánh pizza. Kết thúc phiên chợ, Mai thu về được 148 đô la. Hỏi, Mai đã bán được bao nhiêu ly trà sữa và bánh pizza? Biết rằng số ly trà sữa nhiều hơn số bánh pizza là 11 đơn vị. Vậy thì làm sao để thiết lập nên hệ phương trình của bài toán này? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Bước đầu tiên chúng ta sẽ phân tích bài toán. Đề bài hỏi, hãy tập trung vào câu hỏi của đề bài. Bán được bao nhiêu ly trà sữa và bao nhiêu chiếc bánh pizza? Ở đây chúng ta đang có hai điều bí ẩn, đó là có phải là xy hay không. Như vậy thì đây chính là cách đặt ẩn trong bài toán của hệ. Một chú ý cho các bạn nữa là điều kiện. Điều kiện của x và y là số nguyên dương. X và y là số nguyên dương. Bước thứ hai, chúng ta sẽ từ thông tin xy, chúng ta sẽ đi tìm những mối liên quan của x và y với những thông số trong bài. Ở đây các bạn hãy chú ý đến những điều gạch đầu dòng quan trọng khi gặp một bài toán. Các bạn hãy gạch đầu dòng vào những thông số quan trọng. Chúng ta sẽ khai thác thông số đầu tiên, 2 đô một ly trà sữa. Vậy thì x ly trà sữa thì là bao nhiêu đô la? Có phải là 2x đô la không? Và nếu như 4 đô la cho một chiếc bánh pizza, vậy thì nếu chúng ta bán hết y bánh pizza thì có phải là tiền thu về sẽ là 4y đô la không? Và dữ kiện ban đầu đã được xử lý xong. Dữ kiện thứ hai, thu về 148 đô la, có nghĩa là hai cái này cộng lại sẽ là 148 đô la phải không? Chúng ta sẽ có là 2x cộng cho 4y bằng 148 đô la. Và dữ liệu này đã xử lý xong. Dữ liệu còn lại, ly trà sữa nhiều hơn số bánh pizza là 11. Vậy có phải là x trừ y bằng 11 không? Như vậy chúng ta đã khai thác hết thông tin của bài toán và thiết lập nên hệ phương trình bậc nhất một ẩn. Chúng ta sẽ phải tiến hành giải quyết bài toán này theo hai phương pháp, đó là phương pháp thế và phương pháp cộng đại số. Vậy thì chúng ta sẽ làm phương pháp này như thế nào? Các bạn hãy đón xem những video khác của Trạng nhé.